hai con cá lóc khổng lồ nha. Đó, đây nha cả nhà. Đó, một con, hai con cá lóc nó xuống luôn. Rồi vớt gà cả nhà ơi, gà to chín nhanh lắm. Ồ trời ơi, nhìn quá hấp dẫn. Chín rồi, chín rồi, chín rồi, có đũa rồi. Đó, vớt ra. Hello, xin chào cả nhà nha. Rất vui được gặp lại cả nhà ở video tiếp theo trên kênh Sen Hồng TV. Cả nhà ơi, thì hôm nay là thứ bảy, gia đình mình có mấy ông anh viên vào chơi nhưng cả nhà và Đồng Tháp chơi. Thì hôm nay thì mình có làm một số món nữa mà anh em rai rai ha, lâu ngày gặp lại ha. Rồi giới thiệu cả nhà thì đặc điểm của người miền Trung cả nhà ơi, anh em ở Phú Yên thì có ăn dĩa dĩa thịt quay á, dĩa và không dĩa thịt luộc á, làm thịt luộc. Mình có đi chợ mua một ít thịt nha. Thịt đây thịt ba chỉ rất ngon nha. Hay là mua những một số lòng heo nè, gồm có lòng heo, tim, gan, phèo, phổi đây nè, đầy đủ hết nha. Tí mình làm một cái dĩa thịt luộc để anh em nhắm nhậu rượu chơi nha. Đó. Ngoài ra thì mình cũng có để anh em là mua hai con gà tơ. Đó. Hai gà nha cả nhà. Tại vì ba bố anh em phải ăn hai con gà mới được nha. Gà đây là gà vườn á. Gà vườn là mình mua xếp ở nhà luôn, luôn là rất là ngon luôn nha. Tí nữa mình mần hai gà này nha cả nhà. Rồi, cái món mà miền Tây là nói chung là khi anh em vào miền Tây chơi nha cả nhà là không thể thiếu món này luôn. Đố cả nhà món gì á? Đúng không? Có hai câu thơ rất là nổi tiếng, đó là bắt con cá lóc nướng chui, làm mâm rượu trắng đãi người bạn xa nha cả nhà. Như hôm nay là ông cá đãi bạn xa mà đãi món anh miền Trung vô nha. Đây nè, mình cho cả nhà xem hai con cá lóc khổng lồ nha. Đó. Rồi, đây nha cả nhà. Đó, một con, hai con cá lóc nó xuống luôn. Đây. Hai con này tí nữa mình nướng chui nha cả nhà. Mình rất là hấp dẫn luôn nha. Đây. Rồi cả nhà xem nha, bắt lên luôn. Trời ơi, trơn dữ à. Đây. Bắt lên. Ôi trời ơi. Con này mạnh quá. Con này làm sao mà cũng. Rồi. Hai cả nhà đã hai cái lóc. Ngon ghê. Hai con 2 kg cả nhà. Hai con này giới thiệu cả nhà là hai con là gần 2 kg nha. 1 kg 8 9 gì vậy? 8 9 đó. Hồi bữa hồi nãy cân là 8 9 nha. Để bỏ nước vô rộng hai cái lóc nha cả nhà ơi. Tại vì khi nào mà mấy anh tới thì mình mới nướng chui ăn cho nóng nha, mà ngon nha. Đó. Rồi, hai cái lóc này mình sẽ đậy lại và mình dằn xuống cho không là nó nhảy nó đi luôn á. Rồi giờ bước đầu tiên thì mình sẽ rửa thịt heo và lòng heo nha cả nhà ơi. Rồi giờ mình rửa thịt nha cả nhà ơi. Rửa thịt tí nữa mình rửa qua nước nước rồi tí nữa mình sẽ chà với giấm với muối nha. Đó. Rất là đã luôn nha cả nhà. Này là một dĩa thôi, dĩa lòng là ăn đi bài luôn nha. Rồi giờ mình sẽ đi đem đi rửa giấm rồi muối luôn cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, sau khi là mần lòng heo với thịt heo xong mình cũng mần hai con gà nha. Hai con gà cũng gần xong nha cả nhà ơi. Này có mẹ phụ nha. Rồi. Hai gà này cũng tầm gà tơ nha cả nhà, cũng tầm cỡ 2,5 kg. Đây. Giới thiệu cả nhà coi nha. Nhìn rất là ngon luôn nha. Giờ mình sẽ nhờ mẹ mình chà chanh như muối nha. Chanh muối và chanh muối giấm luôn. Cho nó sạch nha. Rồi bỏ muối vô. Mình massage gà nha. Rồi đang nặng chanh vô gà với muối rồi nha cả nhà ơi. Giờ massage gà lên nha. Cứ massage cho nó sạch nha. Gà này gà vườn á, gà nhà nuôi cho nó cũng rất là sạch luôn. Nhưng mà mình phải massage kỹ lại nha. Hai con gà nhỏ nhưng mà tơ ăn ngon. À, còn bên này có anh gà nữa đấy. Đó, gà này gà đá, gà vườn luôn. Rất ngon luôn nha. Mình làm sạch xong mổ bụng.
và mình sẽ bỏ vô nồi cháo nha cả nhà ơi. Giờ trong thời gian mà chờ rửa gà mổ gà xong rồi giờ mình thì bắt nồi cháo đó nha. Thôi đây nồi cháo là bắt nước còn sôi nha cả nhà ơi. Giờ bỏ gạo vô nha. Đó, bỏ gạo vô. Nồi cháo thuộc kiểu miền Trung luôn. Không có rang gạo nha cả nhà. Đây là sơ chế rau củ quả. Rau củ quả để tí nữa bóp vỏ gà ha. Đây là bông chuối nha cả nhà. Bông chuối hay gọi là bắp chuối nha. Đây có ngâm vô nước giấm với nước giấm, muối đen. Rồi đây là tí nữa mình bỏ vô nồi cháo. Nấm với hành tây. Còn đây là tí nữa bắp vỏ gà ha. Đây là ăn kèm với cá lóc rồi nha, cá lóc nướng nha. Đó. Còn đây là hành, tí nữa mình ăn cháo cả nha. Cùng rau răm, ngon ý là rí là tí nữa mình bóp gà đúng không? Bóp gà nha. Để cháo. Còn rau răm là bóp thịt gà. Đậm chất mình chung luôn nha. Rồi cả nha ơi, sau khi là măng gà xong nha cả nha. Nè, giờ y bài luôn ha. Còn có mấy cục lông là nhổ hết luôn nha. Rồi giờ đỡ vô trong cháo nha. Rồi, giờ đỡ gà vô cháo cả nhà ơi. Đó, đỡ hai con luôn. Chắc thêm nước quá mày. Nấu nhiều gà. Để hai gà vô. Quá đã nha. Có hai chân dài quá ha, nãy cũng cắt lên nè. Nãy cắt nè. Mà đúng được rồi. Đưa nó vô luôn. Đó, hai em gà nha cả nhà. Wow. Thêm nước mẹ, thêm nước ha, nhìn quá hấp dẫn ha. Đường nên ít đường thôi, ít đường thôi nha, không à má anh Phụ Yên ăn cũng được. Bột nêm ít thôi, mình chung ăn cũng được nha cả nhà. Mình sống miền Tây lâu cho nó quen cái mùi vị trong này à. Rồi nắm cho nó ngọt nha. Ủa cả nhà, mình đi cây đùa xuống nha. Quá trời quá đất quá ngon. Gà giường nó đã thiệt trời. Ủa, cháo nè. Cháo ăn chín rồi. Nhìn hấp dẫn quá. Ủa trời ơi. Chết luôn. Rồi, bên đây một nửa, bên kia một nửa. Rồi, một bên gừng, một nửa nha. Gừng mình cũng sắc lát mỏng mỏng mình để vô. Gừng cũng vậy nha cả nhà, tiếng đập xẻ luôn hả? Đập xẻ đỡ vô luôn cho thơm nha cả nhà. Hôm nay làm mấy món vừa miền Trung miền Tây nhậu chơi nha. Tí nướng cá lóc nữa. Rồi, lóc nướng chui đó. Lát gừng. Đây, ít gừng này, bên này ít gừng. Cho thơm nha cả nhà. Xả. Xả nữa. Cho mỗi bên thêm vài cọng xả cho nó thơm. Bên này đỡ ra cũng xả thơm này. Rồi giờ bắt lên luộc nha cả nhà ơi. Rồi bắt nước lên. Rồi giờ mình đâm chén ớt nha cả nhà ơi. Đâm tỏi với ớt, tí nữa bỏ đưa bột nêm vô nữa nha. Rồi vớt gà cả nhà ơi. Gà tơ chín nhanh lắm. Ồ trời ơi, nhìn quá hấp dẫn. Chín rồi, chín rồi, chín rồi, có đũa rồi. Đó, vớt ra. Hai con. Rồi, anh em ơi, vậy là gà chín rồi nha. Tí nữa xé ra nữa là mình trộn gỏi là y bài nha cả nhà. Đó, nhìn hấp dẫn không? Ôi, quá ngon.
Rồi hôm nay có món anh Phú Yên vô chơi cả nhà ơi, chụp lại vô hình cho làm kỷ niệm nha. Lên đi. Nó bị lỗ. Lên nè hai. Học sinh lưng 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 lộ tao trốn về tao nhậu á. Vậy hả? Giờ anh trốn gì à? Đang đi học. Rồi vô anh sắp nha. 4 chục, 25, 4 chục. Hôm nay bị cái lúc mà tôi qua Trung Quốc nó bị ém lại mấy chục cỡ một tháng mấy đó. Rồi nó bị lỗ, lỗ quá cái sau này vẫn đi Trung Quốc được. Nhưng mà nó ém nông dân mình đây nó ém xuống. Cái Sài Gòn 2.000 đường nào mà sống nổi. 2.000 ký. Cho rồi. Đó.